Nếu như bạn không tin hoặc là không hiểu đó thì tôi không có thời gian để cố gắng thuyết phục bạn. Nói tới Bitcoin Halving thì càng đến gần Bitcoin Halving có rất nhiều những câu hỏi các bạn, và một trong những câu hỏi rất phổ biến là nếu như mà thu nhập của thợ đào giảm mỗi 4 năm một nửa thì làm thế nào để đảm bảo duy trì hệ thống trừ khi giá Bitcoin cũng tăng gấp đôi sau mỗi 4 năm. Thì thật ra đó, đây là một điều kỳ diệu của cung và cầu các bạn. Số lượng Bitcoin đào được mỗi 4 năm giảm một nửa như Thuần vừa chia sẻ với các bạn mới đây cũng đồng nghĩa với việc là số Bitcoin mới, có nghĩa là số Bitcoin được tạo ra hàng ngày, được đào hàng ngày, có thể được bán ra thị trường cũng giảm đi một nửa mỗi 4 năm. Nếu như mà nhu cầu vẫn giữ nguyên đó thì giá sẽ tăng, và đó là những gì chúng ta đã thấy trong đợt halving trước đây. Nếu như mà thợ đào đó không có lời, họ có thể chọn ngưng đào, tại vì ngay cái lúc mà halving thì ngay thời điểm đó thu nhập của những công ty đào sẽ giảm một nửa ngay lập tức, chứ nó không có phải là sẽ tăng giá liền đâu các bạn. Các bạn đã biết là ngay cả những cái đợt mà halving trước đây đó thì khoảng chừng 6-8 tháng sau thì giá mới bắt đầu là có cái sự tăng trưởng. Thì 6-8 tháng là một thời gian không hề ngắn đối với một công ty mà đào Bitcoin, và những công ty mà không có sự chuẩn bị đó thì họ sẽ ngay lập tức bị lỗ các bạn. Và những công ty lớn đó, những công ty mà họ đã trải qua nhiều đợt halving rồi thì họ sẽ có cái sự chuẩn bị. Và thậm chí khi chúng ta nhìn vào từ đầu năm tới bây giờ đó, đã có một thời gian chúng ta đã nói rất nhiều là thợ đào bán. Thuần nghĩ là họ bán để tích lũy tiền để có thể là qua được cái thời điểm mà có Bitcoin halving. Trong vài tháng đó có thể là nhiều những cái xưởng đào sẽ đóng cửa, nhưng mà họ sẽ tiếp tục đào và họ sẽ người mở lại để hưởng lợi các bạn, khi mà chúng ta thấy là độ khó đào giảm xuống, cái thu nhập của họ tăng lên, và họ cũng sẽ có sự chuẩn bị để giữ những Bitcoin đó cho đến khi nào mà họ được cái giá như mong muốn thì mới bán ra, có thể là một năm sau đó chứ không phải là ngay lập tức đâu. Nhưng mà những thợ đào mà không có lời đó thì đương nhiên họ có thể là lựa chọn ngưng đào. Bitcoin đó không phải là một công ty, không có CEO, không có cổ đông và không ai năn nỉ các công ty tiếp tục đào hết các bạn. Nhưng khi mà các thợ đào yếu rời bỏ đó thì độ khó đào sẽ giảm và làm giảm chi phí đào và tăng lợi nhuận, thu hút thêm những công ty đào lại tham gia vào các bạn. Và cứ như vậy đó, Bitcoin đã tồn tại hơn 14 năm qua. Thì một câu hỏi khác đó là khi mà đào hết Bitcoin rồi thì ra sao các bạn? Trên lý thuyết đó thì ta phải đợi tới năm 2140 các bạn. Lúc đó là Thuận không nghĩ là Thuận hay là nhiều bạn ở đây sẽ còn để có thể nhìn thấy được ngày đó đâu. Nhưng mà sự thật đó thì các bạn thấy được là cứ giảm phân nửa như vậy, tới một lúc nào đó thì giảm phân nửa nó cũng không thay đổi được cái số nguồn cung mỗi một lốc đâu. Thì trên căn bản khoảng chừng là vài chục năm nữa, có thể là 20 năm nữa thì chúng ta sẽ thấy được là mạng lưới Bitcoin có thật sự tồn tại nhờ ví hay không. Nhưng mà 20 năm đó, lúc đó bản thân Thuận cũng đã 60 tuổi rồi các bạn, thì lúc đó chúng ta mới biết. Ngay bây giờ Thuận chỉ quan tâm đến đợt halving kế tiếp này mà thôi. Và cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi Thuận nói rằng là có người bảo Bitcoin như thế này, có người này nói là Bitcoin như thế kia, vậy thì mình phải phản biện như thế nào? Đối với Thuận đó, thì bây giờ đã là năm 2023 rồi. Thông tin gì bạn cũng có thể tìm thấy trên Google. Bạn không thích Bitcoin thì bạn có thể tìm thấy hàng chục lý do để không tin. Nếu như bạn thích Bitcoin đó thì bạn cũng có thể tìm thấy hàng chục lý do để tin. Google miễn phí các bạn, và bạn cũng không cần phải thuyết phục ai hết, như là Satoshi Nakamoto đã từng nói vào năm 2010. Nếu như bạn không tin hoặc là không hiểu đó thì tôi không có thời gian để cố gắng thuyết phục bạn. Đây là cái email mà Satoshi đã gửi ngày 29 tháng 7 năm 2010 các bạn. Và nên nhớ, sầu riêng rất thơm ngon nhưng mà không phải ai cũng thích. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.